chào các em. Sau đây thầy sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 3, trang 75, sách giáo khoa sinh học lớp 11. Câu hỏi như sau: nếu bắt giun đất để trên mặt đất khô ráo, giun sẽ bị nhanh chết, tại sao? Để trả lời được câu hỏi này, các em cần nhớ lại lý thuyết bề mặt trao đổi khí, trang 71. Sau đây là lời giải chi tiết. Nếu bắt giun đất để lên bề mặt khô ráo, giun đất sẽ nhanh chóng chết vì trong điều kiện khô ráo, da của giun bị khô, không còn ẩm ướt. Khi đó, carbonic và oxy không khuếch tán qua da, giun không thể hô hấp được nên sẽ bị chết. Như vậy, ta đã trả lời xong câu hỏi số 3, trang 75, sách giáo khoa sinh học lớp 11.